này nha, trồng cây phôi này. Anh em xem chơi, cây nghệ thuật xem chơi. Cây này á, đó người ta sửa hai cái cây nhỏ trồng quấn xuống số 6 á, ngộ ngộ nè, hình số 6 á. Giờ em kiếm thêm cây số 8 á, thành lập phát á, số 6 nè, có hình này hình kia đồ chơi. Công dây chì ngày xưa nè, ta cột nó lại. À, ta khui sạch đất á. Quá gì? Hai cây dính lại luôn. Ép vô cái chậu nhỏ độ 3 tấc rưỡi à. Trộn chất trồng. Dưới lớp đáy á, chúng ta lót một lớp lưới này, lưới mùng này. Chút than củi. À, chúng ta dùng cái đất này á, đất nung mà trồng lâu dài xài này 5 năm 10 năm vẫn còn. Thì lại là hai đất một đá. Đá này chúng ta lấy đá rù mít á, đá bu mít. Nó gồm có đá bu mít, đá tân châu. Rồi chúng ta trộn với hỗn hợp 50% sơ dừa và trấu hung. Đó, trộn thế này thì chất trồng ta sẽ rẻ đi rất là nhiều. Đó, một cái bao đất này thông thường lúc trước ta chỉ vô được một cái chậu 4 tấc thôi. Chúng ta trộn thế này thì sẽ vô được rất là nhiều á. Rẻ đi gấp 4 lần. Một bao đất Nhật thì ta có thể xài được chậu 6 tấc nếu mà trộn á. Rồi trồng xong á, chú ý ém cho nó chặt vô trong đây, dùng tay ém cho nó chặt bó trong đây này, chứ để nó trống bên trong là không có ra rễ được. Rồi be lên ấm rễ, miễn be rễ tưới cho nó đừng có chạy chất trồng ra ngoài. Cây nghệ thuật á, từ hai cây mai vàng nè, đó trồng ở trong lưu tạo hình mấy chục năm, số 6 à. Rồi, tiếp tục sẽ trồng cây mai rừng, cây mai cát của Bình Thuận, anh em tham khảo cũng với chất trồng này luôn. Trộn với đá, hai đất, một đá. Sơ dừa với trấu hung 50-50. Rồi 50% này với 50% này. Đó, trộn lại. À, chắc trồng mà trồng tất cả loại cây luôn. Đó, từ cây phôi tới cây thành phẩm.
mấy cây bị sụp phần đâu á, xài thứ này không à. Cái này chúng ta tưới nước, chúng ta trùm kính lại để trong mát khoảng chừng 15 ngày nó sẽ lên tược, nó rễ bắt đầu ra rồi. Cây nói chung cây này thì mình mua nó cũng rẻ tiền thôi đó, mà được cái là tạo cảm hứng cho anh em chơi cây đó. Anh em có điều kiện thì mua, không có thì chúng ta là bứng mai ngoài vườn, hoặc là mua mấy cây mai con nhỏ nhỏ vậy nè đó, chúng ta làm không giống ai, đặc biệt á, không có giống ai hết trơn. Nè, tạo cảm hứng cho anh em chơi. Nè, cho anh em xem cái cây mình làm cách đây 2 năm nè. Đó, nói chung nó cũng không có gì đặc biệt mà được cái cho anh em làm á. Giờ anh em làm thì 2 năm sau anh em có ha. Này, tạo cảm hứng cho anh em chơi. Bên đây 2 năm trước làm nè. Trái tim mà nó tròn trĩnh luôn á. Giờ chỗ này lên, móc lên đây, này móc lên đây. Đó, hai trái tim đầu vào nhau. Trái tim nó tròn luôn á. Dưới này cũng là trái tim nữa nè. Hai cây. Hai năm trước làm. Đó, làm lúc mùa dịch đó. Này, có cảm hứng làm. Này, mấy chục năm trước người ta làm. Tạo cảm hứng cho anh em làm. Sam hương quá đẹp. Rồi, be lên á, be lên để chúng ta tưới nước nó đừng có chảy ra ngoài. Chúng ta trồng sâu quá thì không thấy đế. Be lên. Rồi, làm bịch nylon lông trùm kín lại. Là xong á. Rồi, tiếp tục mình sẽ trồng những cây mai, phôi mai rừng. Phôi mai cát. Rồi, em tham khảo á. Đó, tiếp tục trồng cây này, nó sống đâu ở trên đồi núi đồi cát gì mấy chục năm. Cây mai cái thân không quá dị, dặn dặn cái thân giống như cái sừng nai sừng hươu vậy, trái rừng được. Mấy cây này trồng sống hết á. Nhìn cái thân đã mập thù lù. Rồi. Chất trồng thì cũng y vậy thôi. Đất Nhật đá pu mít. Đất Akadama đá pu mít. Sơ dừa tấu hung. Chia sẻ với anh em á. Đây, có cảm hứng anh em chơi. Chúng ta mới chơi thì chúng ta chơi cây tứ quý nha, với lại cây mai vàng á, dễ trồng hơn nhiều. Chứ chơi qua cái này, cái thể loại này là rất là lâu. Đó. Cây mai cát nè, trồng lâu dữ lắm. Có này có kia, trải nghiệm á.
À, kết thúc video thì mời anh em xem cái cây cúc bi này á, ghép gốc tứ quý nè, ngành này 4 năm rồi ghép chơi hoài nó còn hoài á. Cúc bi tiên sinh nè. Nó bông không có bị rụng nụ xanh, nó chân trong mát thì nó từ đâu đó khoảng 4-5 ngày. Cây này thì mình chân thì để đại ngoài nắng luôn, bầm dập trên đó. Ta mua mấy gốc mà nó gốc xấu xấu xuông xuông thế này nè, nó có tay cành nhiều, chúng ta ghép nhiều bo vô. Cây này ghép mấy chục bo, cỡ 50 bo đó, tết là một cái lùm á, nó chơi vẫn được, vẫn đẹp. Còn ta có điều kiện hơn thì mua mấy gốc đẹp, mà không mua xấu xấu thế này á, tứ quý nè, cao khoảng 1,5 m, 40 vành đó, ghép lâu năm thì nó cũng cái tàn nó cũng bự chán luôn nè. À, anh em thấy không đó, có tiền nhiều thì chơi cây bự cây đẹp, không có tiền nhiều thì giờ cây này người ta bán đâu đó khoảng chừng 2-3 triệu à, 2-3 triệu cây thế này, gốc xấu mà có tay cành nè, dù không có đế đắm gì hết, được cái tay cành bên trên nó lọn xì ngậu trơn á, ghép vô rồi. Chúc anh em xem video vui, 4 năm rồi tứ quý đó, anh em mới biết chơi mua mấy cây tứ quý này nè, nó sống bền dữ lắm, không có bị thú rễ tầm bậy á.